Hôm nay thì cùng theo chân tôi hẹn hò tại đề ca 14. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào trong không gian của quán. Ngoài không gian ngoài trời như thế này thì quán còn có cả một cái phòng lạnh riêng. Các bạn có thể đặt tiệc gia đình nè, các bạn có thể đặt tiệc dành cho hai người hoặc là những cái bàn đại gia đình như thế này. Hôm nay thì mình có một bữa tiệc hai người tại đề ca 14 mà các bạn cùng thưởng thức với mình. Salad, mì ý sốt nấm, pizza đề ca 14 và pho chi. Còn đây là tôm sốt cherry. Ở đề ca 14 thì trang trí cực kỳ đẹp luôn. Không gian ngoài trời, không gian trong nhà đều rất là đẹp. Còn riêng cái decor hôm nay của mình thì quá là ưng luôn rồi ha. Ngoài bán đồ ăn thì đề ca có bán cả nước uống riêng nữa, cho nên là các bạn có thể tùy ý trải nghiệm. Những cái món hôm nay mình gọi thì nó dành cho combo khoảng 2 người ăn. Bây giờ thì khai vị cùng với salad, sốt mè rang ngon nha. Ngon nha. Nếu mà các bạn ăn thấy béo béo quá thì các bạn có thể thêm một xíu muối hồng vào cũng được ha. Cái pizza đề ca 14 này ăn ngon nha. Kiểu nó vừa có cái nền bí đỏ nè, xong rồi có thêm thịt phun khói này nọ nữa. Ăn cái đế bánh nó không có bị khô. Và cũng theo mình được giới thiệu thì vỏ bánh ở đây hoàn toàn là vỏ bánh tươi. Cho nên các bạn mà tới đề ca 14 ăn pizza thì sẽ được thưởng thức vỏ bánh tươi. Pizza poultry mà sẽ ăn kèm với mật ong. Cái vị mặn mặn của phô mai ăn với vị ngọt ngọt của mật ong á, ăn khá là hay ha, ăn khá là lạ. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái món như thế này. Mặn mặn ngon ngon khá là thích. Tôm sốt cherry, nhìn thấy decor là đã thấy thích rồi. Có vị chua chua mặn mặn nè, thêm rồi có vị hăng nhẹ nhẹ của wasabi. Ngon đó. Một cái ly này đầy sốt luôn, tha hồ mà chấm. Về phần đồ ăn thì mình đánh giá cũng khá là cao. Mà nghe nói ở đề ca 14 thì mạnh nhất là các món về pizza, cho nên các bạn có thể thử trải nghiệm ha. Về riêng menu của quán thì cũng có rất là nhiều món. Nói chung bước vô đây là tha hồ lựa chọn món. Mà nhắc lại cái nè, gần 8 tháng 3 rồi đó, biết đi đâu hẹn hò chưa? Tới đề ca 14 đi. Và đề ca 14 thì sẽ nằm ngay đối diện chợ Hãng Dầu, dành cho bạn nào mà chưa biết đề ca 14 ở đâu nhé.